Xin chào, nên hôm nay thì mình sẽ tiếp tục trên tay một cái dòng bàn phím rất là mới mẻ đối với hầu hết những người đang sử dụng phím cơ hiện tại. Và đây là một cái dòng bàn phím rất đắt tiền của Realfork Nhật Bản. Một cái dòng bàn phím có thể nói là quốc hồn quốc tí của xứ hoa anh đào này. Đây là chiếc Realfork R2A US5 và cái màu này là màu Ivory White, là màu trắng ngà. Vậy cái bàn phím này nó có gì đặc biệt thì mình chỉ nói nó sử dụng dòng Switch Topri. Còn chi tiết hơn thì ngay sau đây. Thì trước tiên mình sẽ nói giá cái bàn phím này. Cái bàn phím này có mức giá lên tới 6,2 triệu đồng. Và nó sử dụng những cái công nghệ của Nhật, được làm tại Nhật luôn. Hẳn anh em đang sử dụng phím cơ thì đều ít nhất đã được nghe tới, hoặc là thậm chí đã được gõ trên những cái chiếc bàn phím dùng cái Switch Topri. Topri là một tập đoàn của Nhật và người ta chuyên sản xuất những thiết bị có độ chính xác cao. Và cái dòng Switch Topri là một cái dòng Switch mà được sử dụng trong rất nhiều lĩnh vực. Nó không chỉ là trên bàn phím mà chúng ta gõ, mà còn là những cái thứ khác, chẳng hạn như là những cái thiết bị trong y tế cũng như là trong quân sự, bởi vì cái độ tin cậy của nó cũng như là cái độ bền của nó. Cái chiếc bàn phím Realfork này thì nó là một cái chiếc bàn phím có thiết kế rất là classic, và bản thân cái hãng Realfork người ta cũng đã làm rất là nhiều dòng bàn phím theo cái thiết kế cổ điển này, và nó phục vụ cho những cái giới văn phòng mà mình không biết là nếu mà văn phòng mà xài một cái bàn phím 6 triệu mấy thì không biết văn phòng cao cấp cái cỡ nào. Khi anh em mới nhìn vào cái bàn phím này thì mình nghĩ là anh em sẽ không có ấn tượng với nó lắm, bởi vì nó như là một cái thứ mà trong quá khứ. Nếu mà anh em sử dụng bàn phím này trước cái màn hình CRT nhìn nó còn cổ điển hơn nữa. Nhưng mà cái cảm xúc cũng như là cái giá trị nó nằm trên từng cái phím bấm. Thiết kế của cái dòng Realfork A này thì nó là một cái bàn phím full size, ngoài ra nó cũng có cái size template nữa. Thì cái chiếc bàn phím mình đang cầm đây là 108 phím, nó có cái layout rất là chuẩn, 104, kèm theo đó là 4 phím chức năng riêng được bổ sung theo cái thời thế bây giờ, tăng giảm âm lượng cũng như là một cái nút để mà chỉnh cái chế độ gọi là APC. Cây cáp rất đẹp, rất cổ điển và rất là xịn. Mình thấy là dù nó không phải là một cái dạng PPT double shot nhưng mà nó rất là dày và cái ký tự được in, mình nghĩ nó sẽ rất là bền. Thêm vào đó thì tất cả các cái bàn phím này, từ cái phần khung cho tới cái cây cáp, nó đều được xử lý theo cái dạng sần mịn, thành ra là cái cảm giác chúng ta sờ, chúng ta đặt tay lên rất là cao cấp dù nó không có bắt mắt cho lắm. Trước đây mình đã từng xài qua một con Realfork là con 87U, và cái điều mình thích đó là nó có cái thiết kế được tối ưu về cái chuyện không thái học, tức là khi mà anh em để cái bàn phím lên bàn, đặt tay vào là có thể gõ được ngay, và cái layout đó rất là quen thuộc, nó giống như là những gì chúng ta đã gõ từ hồi xưa thì bây giờ nó vẫn y như vậy. Và đúng cái chất của Nhật, anh em thấy là người ta làm những thành phần như cái dây này cũng được làm rất là chắc. Cái dây này dài khoảng 1m6, rất là dày và nhìn nó rất là bền. Và có một điều mà mình nói thật là nhiều hãng sau này phải đi sau Realfork, cái dòng bàn phím Realfork này thì mình nghĩ nó, mình nhớ nó cũng lâu lắm rồi. Thì cái chuyện mà những cái khe để dắt dây này á, mình thấy nó từ phải 10 năm trước rồi. Mà trong khi đó bây giờ một số hãng mới thiết kế cái kiểu khe dắt dây thế này, thì cái việc mà có cái khe này nó giúp cho chúng ta có thể đi dây qua hai bên cũng như là đi ở giữa nó thoải mái hơn. Nó tùy theo cái vị trí của cái cổng USB trên chiếc máy mà chúng ta muốn sử dụng cùng. Ở bên dưới cũng có 4 cái fit bằng cao su này, thì cái fit này cũng được thiết kế rất là đặc biệt để mà khiến cho nó ổn định cái bàn phím, nó không chạy phím khi mà chúng ta để là gõ nó nhiều lực quá. Và các cái chân chống này cũng có phít cao su luôn. Về cơ bản thì mình xài cái bàn phím này mình không cần bật lên làm gì, bởi vì nó đã được tối ưu cho cái chuyện không phải học rồi. Nói về độ bền á, thì cái dòng bàn phím Realfork á được mệnh danh là rất là bền. Nó bền không chỉ là về cái switch của nó, mà nó bền còn về cái thiết kế của nó nữa. Thì như mình đã nói nãy giờ là về cái chất liệu hoàn thiện, thì cái bàn phím này nặng tới 1,5 kg. Một cái bàn phím full size thế này, nếu mà anh em mua những cái bàn phím membrane thì bình thường làm gì nặng tới mức này. Bàn phím này nó có cái plate, tức là cái vĩ phím ở bên dưới, nó được làm bằng kim loại, bằng thép, thành ra nó rất là nặng và cái bo mạch của nó cũng dày. Và bây giờ thì mình sẽ nói ngay về cái trải nghiệm gõ cũng như là giải thích cho anh em về cái cơ chế hoạt động rất là đặc biệt của nó. Thì bên dưới những cái nút bấm này, những cái cây cáp này, đó là nó sử dụng một cái loại switch được gọi là Topri. Thì cái tên gọi có thể là Topri hay là Topri hay là Topri, nó là tùy anh em gọi. Cái switch Topri á thì vẫn khiến cho người ta tranh cãi là nó có phải là cơ hay không. Thực ra thì theo mình nó không phải là cơ và cũng không phải là một cái thiết kế line luôn, nó là một cái gì đó rất riêng của Topri. Nó là một cái dạng switch hoạt động theo cái cơ chế điện dung. Đó, thì như anh em đã biết về cái công nghệ điện dung rồi, cũng như là được từng học về cái công thức gọi là C bằng Q chia V đó. Switch Topri này nó không phải là cơ bởi vì nó không có sự tiếp xúc vật lý giữa hai cái thành phần kim loại, giống như là trên những cái switch Cherry hay là những cái switch thậm chí của An hay là của Buckley Ring nữa, thì nó vẫn là cơ học. Tức là nó sẽ cần có hai cái thành phần, như là trong cái switch ceramic đi thì nó sẽ có hai cái lá kim loại nè, và khi anh em nhấn cái cây cáp xuống, cái slider nó sẽ chạy xuống, nó sẽ chập khiến cho hai miếng kim loại đó chập vào nhau, cũng như là khi mà chúng ta thả cái nút bấm ra thì nó sẽ mở ra. Đó là cái cơ chế đóng mạch, nó đóng và mở mạch, thành ra đó là cái những cái switch cơ học. Còn cái loại Topri này thì bên trong nó có một cái vòm cao su rubber dome. Anh em nghe tới cái vòm cao su chắc anh em cũng đã thấy quen quen rồi, bởi vì những cái chiếc bàn phím mà văn phòng rẻ tiền mà anh em mua ở ngoài tiệm á thì đa số chúng đều dùng cái thiết kế vòm cao su. Và cái vòm cao su là trên cái những cái bàn phím đó nó tạo ra cái cảm giác gõ cũng như là tạo ra cái sự đàn hồi, khi mà anh em nhấn xuống thì cái vòm nó lại nở lên.
nó sẽ đưa cái nút lên lại. Còn cái vòng cao su trong cái Sweet Topry này nó sẽ bao bọc lấy một cái thứ tạo nên cái sự đặc biệt của bàn phím, đó là cái lò xo hình nón. Thì cái lò xo này nó mang lại cái độ nảy cũng như là cái độ nặng của cái bàn phím này luôn, của những cái phím bấm luôn. Thành ra là khi mà anh em gõ, anh em nhấn một cái nút xuống thì cái vòng cao su bị đè xuống, tạo ra một cái lực nén lên cái lò xo đó, và từ đó nó thay đổi cái điện dung. Cái sự thay đổi về điện dung nó được đo, nó được nhận dạng bởi cái những cái sensor điện dung ở bên dưới, những cảm biến điện dung bên dưới. Thì với cái sự thay đổi này, cái bàn phím sẽ biết được là vị trí phím bấm nó đang ở đâu, và từ đó nó nhận lệnh. Thành ra là nó gần như là nó không có bất cứ một cái tiếp xúc cơ học nào, và từ đó nó khiến cho cái dòng bàn phím này nó có độ bền lớn hơn, cũng như là cái độ đồng đều về cái hành trình kích hoạt phím nó gần như là như nhau hết đối với tất cả những cái phím. Đó là cái sự khác biệt cơ bản giữa Sweet Topry và Sweet cơ học như là của Cherry. Chính vì cái việc mà sử dụng đặc tính của điện dung, thành ra là cái bàn phím Topry và cái Sweet Topry nó có một cái đặc tính nữa, đó là chúng ta có thể thay đổi được cái điểm kích hoạt của nó. Thì trên cái dòng bàn phím Reforge A này thì nó có tính năng APC, đó là gọi là Actuation Point Changer. Và nó có một cái nút ở góc bàn phím thế này, thì khi mà chúng ta nhấn vào cái nút này, nó sẽ thay đổi cái hành trình, cái điểm kích hoạt của những cái phím bấm. Reforge thiết kế cho nó ba cái mức có thể thay đổi được, đó là 1.5mm, 2.2mm và 3mm. Dựa trên cái thói quen chúng ta gõ, cũng như là dựa trên cái sở thích của anh em muốn cái điểm kích hoạt nó sớm, hay là cũng như dựa trên cái nhu cầu sử dụng bàn phím này để làm gì, thì chúng ta có thể sử dụng cái nút này để mà thay đổi cái điểm kích hoạt, từ đó nó mang lại sự thoải mái và sự tiện dụng hơn rất là nhiều. Ngoài ra thì trên cái dòng phím này có một cái tính năng nó khá là mới, tức là mình thấy Reforge mới bổ sung gần đây, đó là cái việc mà trang bị cho nó một cái profile để chúng ta có thể custom được cái điểm kích hoạt theo từng phím, chứ không chỉ là áp dụng toàn bộ phím nữa. Thì anh em gắn vào máy tính, anh em có một cái phần mềm và chúng ta có thể lên đó map từng cái phím đó, chọn những cái phím nào muốn nhẹ, muốn kích hoạt sớm hay muốn kích hoạt trễ thì có thể dùng đến đó. Nhưng mà mình cũng muốn phân biệt luôn cho anh em, đó là cái điểm kích hoạt này nó thể hiện cái sự gọi là sớm hay trễ khi chúng ta nhấn phím, nhưng mà cái lực nhấn trên toàn cái bàn phím này đều là 55g. Thì nếu mà so với Cherry thì cái lực nhấn này nó ngang ngang với lại cái dòng mà Cherry MX Clear hay là White gì đó, chứ còn nó vẫn nặng hơn một chút so với cái dòng mà Cherry Blue là khoảng 50g đó. Và cái cảm giác bấm nó như thế nào thì ở đây mình sẽ gõ cho anh em nghe cái tiếng, có tiếng rất đặc trưng của những cái dòng bàn phím của Reforge cũng như là cái Sweet Topry, đó là cái tiếng thập thóc đó. Thì tụi Tây nó hay gọi là tiếng thóc. Em có nghe cái tiếng này nó rất là khác so với những cái tiếng của Cherry không? Thực ra thì cái bàn phím này đúng là nó rất là êm và nó rất là im lặng khi mà chúng ta sử dụng trong văn phòng, và cái tiếng của nó cũng rất là lịch sự, nó không có quá chua chát như là kiểu dòng clicky, hay là nó cũng không có quá thô, hay là cũng không có quá bột như là dòng Red mà với cái cây cáp nó rỗng, cũng như là cái cây cáp nó mỏng, cũng như là cái pep nó không có được dày. Cái tiếng thụp này nghe là biết Topry luôn. Và mình cũng đã từng thử một số cái dòng phím Topry khác, chẳng hạn như dòng Happy Hacking Keyboard hay là những cái dòng Novatech của Lamaster hồi xưa, thì vẫn có tiếng thụp rất là đặc trưng đó, bởi vì chúng vẫn là Topry. Và để tối ưu cái chuyện là nếu mà anh em xài trong văn phòng mà không muốn ảnh hưởng tới người khác thông qua cái chuyện gõ phím chúng ta, thì cái hãng Reforge người ta cũng tặng kèm với gọi là cái này gọi là keyboard spacer, tức là một cái dạng gọi là damper giảm tiếng ồn dành cho cái phím bấm. Thì anh em phải gỡ hết toàn bộ những cái cây cáp ra, anh em sẽ trải cái này lên đó, thì nó có hai cái size dày mỏng khác nhau. Cái tổng hành trình, tức là tổng hành trình khi anh em nhấn xuống của mỗi cái switch đó là 4mm là bottom out. Thì cái cây cáp, thì cái spacer này nó sẽ có một miếng là 2mm và một miếng 3mm, tức là khi đó thì nó sẽ cắt tổng hành trình của phím đi. Từ đó cái việc mà chúng ta gõ xuống nó đụng vào cái miếng mút này nó sẽ êm hơn đó. Mình chưa có thời gian để mình thử mấy cái này, nhưng mà mình chắc chắn nó sẽ êm hơn rất là nhiều. Và cũng từ đó thì cái việc mà chúng ta gắn cái này vào nó sẽ khiến cái hành trình nó ngắn hơn, chúng ta phải chỉnh cái điểm kích hoạt để cho nó phù hợp với lại cái cảm giác gõ, nó mang lại cảm giác gõ nó phù hợp hơn. Reforge cũng cho một cái puller để mà có thể tháo cái cây cáp ra dễ dàng. Đây là cái Sweet Topry và nó chỉ nổi lên một phần cho anh em thấy thôi. Thì anh em có thể thấy là nó không có cái dấu cộng thần thánh như là kiểu trên cái dòng Cherry MX, mà nó chỉ là một cái lỗ không vô định. Thực ra thì cái thiết kế này thì Reforge đã thay đổi một chút xíu trên những cái dòng bàn phím dành cho game thủ, cho phép anh em có thể chơi cây cáp được, còn với cái này thì nó vẫn là đặc trưng của Topry. Thì cái cây cáp này thì với cái thiết kế độc đáo như thế này thì chúng ta nếu mà anh em muốn chơi cây cáp thì anh em buộc phải chơi những cái set cây cáp dành riêng cho Topry, thì những cái bàn phím Reforge, bởi vì gắn cái Ceramic nó sẽ không vừa, và nó có hai cái mấu nhỏ ở đây nó sẽ cố định cái phần cây cáp này với cái cây stem đó. Đó là mình thấy là ở bên trong này nó được bịt rất là kín, bởi vì dưới cái phần housing màu đen này, tức là cái plate của cái bàn phím này, nó rất là dày đó. Và bên dưới là cái mặt
thành phần đắt tiền nhất của bàn phím là cái mạch. Mình sử dụng cái bàn phím này được 3 ngày nay và mình thấy cảm giác của nó rất là tuyệt vời. Và mình có đưa cho anh Cụ Hiệp, anh Hiệp nói là anh gõ bàn phím này anh đỡ bị sót chữ cũng như là đỡ bị sai đánh tả hơn. Thì đúng thật sự là nếu như anh em mà có cái thói quen gõ nhanh cũng như là như anh em cần cái sự chính xác trên từng cái phím bấm á, thì cái dòng bàn phím này sẽ đáp ứng rất tốt cái nhu cầu đó. Và cái việc mà thay đổi được cái điểm kích hoạt nó sẽ mang lại rất là nhiều cái ưu thế cho cái bàn phím này. Chẳng hạn như khi anh em chơi game, anh em có thể chỉnh cái điểm kích hoạt nó ngắn để chúng ta có thể spam phím nhanh hơn, cái tốc độ nhận cái tín hiệu nhanh hơn. Còn với những cái phím mà anh em sợ bấm nhầm á, anh em có thể chỉnh cái điểm kích hoạt nó xa hơn, tức là nó sâu hơn, từ đó nó đỡ bị bấm nhầm hơn. Và dĩ nhiên thì chúng ta cũng có thể khóa những cái phím như là Windows khi mà chơi game. Như vậy là cái bàn phím này cũng dùng lẫn được, tức là vừa là văn phòng vừa chơi game được, rất là ok. Tuy nhiên thì cái trở ngại đối với những anh em nào mà muốn sử dụng bàn phím top rì đó là giá. Thì như mình đã nói ở đầu video thì cái bàn phím này có mức giá là gần 6,2 triệu, một cái mức giá rất là khủng khiếp đối với một cái chiếc bàn phím cơ. Thực ra thì đối với bàn phím cơ Realfog và sử dụng cái Switch top rì thì cái mức giá này rất là bình thường. Tuy nhiên thì nếu mà anh em so với Cherry thì quả nhiên thì nó đắt hơn rất là nhiều. Nhưng nếu như mà anh em muốn cái gì đó nó lạ lẫm và muốn cái gì đó nó thật sự cao cấp, nó mang lại cái trải nghiệm thật sự tốt và anh em không ngại về cái chuyện đầu tư, thì anh em nên chơi một chiếc bàn phím top rì. Thực ra thì có những cái phiên bản nó rẻ hơn một chút xíu, nhưng mà tầm giá nó vẫn sẽ cao hơn khoảng 4 triệu, 4-5 triệu gì đó. Nhưng thì top rì là một cái thứ gì đó rất riêng và nó không giống như những gì mà anh em đã từng gõ trên bàn phím cơ của Cherry hay là những cái bàn phím giả cơ hay một phím hàng khác. Đó là những gì mà anh sẽ chia sẻ với anh em về cái bàn phím Realfog AR2A này. Anh em nghĩ như thế nào về cái bàn phím này? Và nếu như anh em có 6 triệu anh em có mua nó không thì comment ngay bên dưới cái video. Còn mình là Khoa Đinh đến từ Tự Tin.vn. Cảm ơn anh em đã xem video này.